và pin sạc, một bộ pin sạc nha. Đây về được bốn bộ. Đây, em mời các bác cùng xem bốn tai mic này, nó đẹp này. Đấy, hàng Tuyển Airbay về. Đẹp mút mùa, mút chỉ luôn. Đây. Đồng giá là 12.200.000 một bộ nha các bác. Beta 87A. Sử dụng cấu hình là đầu chống rung. Bác lái lĩa một tay thì giá là 12.200.000 nha. Một tay là vờ, một đầu thu. Còn hai tay là hai đầu thu, có bộ ghép nối. Nếu lấy bộ hai tay thì giá là 24.000.000. Bên em là chuyên xua rồi nha các bác. Bên em phân phối xua rất là nhiều. Tất cả sản phẩm bên em đều được bảo hành riêng cho tất cả các khách hàng. Và cũng như là bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì là trọn đời cái sản phẩm các bác sử dụng nha. Ví dụ các bác xài 2-3 năm vấn đề hay là sóng nó chập chờn, hay là lâu năm nó các bác chỉnh nó sai, thì các bác có thể gửi về bên em hỗ trợ cho tất cả các bác hết, trọn đời máy nha. Còn đây là những cục sạc này, chạy 4 cầu điện nha, điện 100 đến 120-240 này, rất tiện lợi cho các bác sử dụng này. Đấy. Và đây là đầu thu. Tính em mở cái bộ đầu chống rung các bác cũng ngắm nha. Beta 87 là nó sử dụng đầu chống rung. Đây, mình đang cắm điện các bác. Đây, phía sau của nó thì các bác sẽ đem ra gắn anten rồi. Đây, có cổng kết nối 6 ly và 3 lăng này. Đấy. Nhìn cổng kết nối. Hàng đẹp cứng đấy các bác. Đẹp cứng hết, nguyên mộc đó nha. Về được 2 bộ 2 tay. Lý thì thành là 4 tay thôi các bác. Đẹp len ke. Bác có lấy bộ 2 tay thì giá là 24 nha. 1 tay là 12.200.000. Đã bao gồm phí ship. Rồi. Đấy, nó đẹp từ cái rọ luôn các bác. Dòng beta thì nó có chữ beta trước, thì cái rọ nó sẽ có cái viền cu su màu xanh nha các bác. Đặc trưng của dòng beta. Đẹp cứng luôn rồi. Các bác nào có tài chính thì mình chơi những xua, còn tài chính chưa tới thì mình có thể chơi những mic bình bãi bình thường 2-3 triệu, còn mic xua thì không bàn về độ hay rồi. Có tài chính thì các bác nên sử dụng hưởng thụ nó đi. Đây là những tinh túy của thế giới và những hãng xua tạo ra. Các bác biết rồi, những ca sĩ thế giới hay ca sĩ tầm cao ở Việt Nam chúng ta đều sử dụng mic xua nha các bác. Đây là bốn cái rọ em mới mở ra này các bạn. Bên trong nó sẽ có mút tiêu âm nha. Thì không? Bốn cây này là quá đẹp, xuất hiện hoa hậu luôn. Đây là đầu mic trong rung. Đấy, hoa xua. Chỉ có dòng 87 đó mới đầu trong rung thôi. Mút là còn nguyên hết nha các bạn. Đẹp mê ly. Bốn em. Bác nào chốt thì alo cho em nha. 12.200.000 một bộ. Lấy bộ hai tay thì 24.000.000. Đã bao gồm phí ship và được tặng kèm pin sạc đầy đủ. Nói chung full phụ kiện về, các bác chỉ việc sử dụng thôi. Phụ kiện bên em kèm theo các bác là đồ xịn nha. Từ những cái dây kết nối cũng là xịn sò hết. Rồi, em xin phép là dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo, là video que con 8080db để các bác cùng chiêm ngưỡng. 8080db em đang giao là 31.500.000 nha.